Xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình lại cùng nhau tìm hiểu về cái sơ đồ mạch điện chính của con xe Raider 150 phun xăng điện tử đời 2018. Thì cũng như tất cả những cái mạch điện của những cái dòng xe trước đây mình chia sẻ thì mình cũng đã lên cái sơ đồ cụ thể của nó rồi. Đây là cái đường điện dương ắc quy đi tới các thiết bị điện. Đấy, để trong quá trình nó hỏng thì anh em biết cái đường điện của nó, đường điện chính nó đi, để anh em tiện trong quá trình mình sửa chữa nhé, tiện trong quá trình mình tra cứu sửa chữa nó nhanh hơn, đúng không ạ? Đấy, thì anh em nhìn nhé, bắt đầu này, điện là từ máy phát điện này. Đấy, thì từ máy phát điện đưa lên bằng dây màu trắng. Đấy, thì đầu dưới cuộn dây được nối mát rồi. Đấy, đưa lên dây màu, đưa lên dây màu đen. Đấy, thì anh em nhìn nhé, nó qua một cái điểm nối thì nó lại chuyển thành dây màu trắng sọc đỏ và đi về sạc, đúng không ạ? Đi về sạc được chỉnh lưu dòng điện. Đấy, từ dòng điện xoay chiều được chỉnh lưu thành dòng điện một chiều để gì? Sạc điện cho ắc quy thông qua cái cầu chì 20A này. Đây là cái cầu chì chính này anh em nhé. Đấy, còn sạc thì hiển nhiên được nối mát bằng dây đen sọc trắng rồi. Đấy, mạch đường dây ở con tiết chế còn nữa nhé. Đấy, nhưng mà đây mình chỉ nói về cái mạch điện chính thôi để anh em nắm được nhé. Đấy, chứ nó không phải có 4 dây này đâu. Mình sẽ phân tích từng cái mạch lẻ một, đúng không ạ? Thì anh em sẽ dễ trong quá trình anh em sửa chữa hơn. Tiếp theo, anh em nhìn nhé, cầu chì 20A từ điện dương ắc quy khi đi qua, đấy, vẫn là dây đỏ, đúng không ạ? Ắc quy thì hiển nhiên được nối mát bằng dây đen thục trắng rồi. Thì đây là cái những cái cầu chì trước ổ khóa dây màu đỏ, cầu chì màu đỏ nhá. Mình vẫn vẽ tê trên tất cả các sơ đồ mạch điện để anh em nắm được cho nó dễ nhá. Đấy, mình nói lại tí vì có những anh em có thể bất chợt xem được cái video của mình mà chưa từng xem những cái video trước thì anh em cũng nắm qua được, đúng không ạ? Đấy, thì mình có quy định là gì, tất cả những cái cầu chì trước ổ khóa là đều mình vẽ màu đỏ để anh em nắm được. Có nghĩa là gì? Nó không phụ thuộc vào gì, ổ khóa điện, đúng không ạ? Đấy, anh em có không bật ổ khóa điện vẫn tắt thì anh em đo nó vẫn cứ có điện dương 12V ở đây. Đấy, còn tất cả những cái cầu chì mà ở trên những cái sơ đồ mạch điện của mình nó màu xanh hoặc màu đen, nó phụ thuộc vào cái mực mình vẽ. Đấy, thì nó sẽ là những cái cầu chì sau ổ khóa điện. Có nghĩa là gì? Chỉ khi anh em bật ổ khóa điện nó mới có điện dương ắc quy ở đấy nhá, để anh em nắm được, những anh em chưa biết nhá. Đấy, thì điện dương ắc quy này, mình nói lại này, đi qua cầu chì chính 20A vẫn là màu đỏ và gì, rẽ đi các nhánh này, thì đây là cái điện dương ắc quy cấp cho đồng hồ luôn. Đấy, đây là nguồn đồng hồ trước khóa đây. Đấy, tiếp theo dây đỏ rẽ nhánh đi về cầu chì 10A, mà khi đi qua cầu chì 10A này thì nó lại chuyển thành dây cam sọc đỏ và gì, đi về cái tiếp điểm của con dưa le quạt này. Đấy, thì mình sẽ tìm hiểu về cái mạch dưa le quạt của két nước này sau nhé. Đấy, mình chỉ đến đường điện chính của nó đến tiếp điểm của dưa le quạt thôi. Đấy, và gì, khi mà dây le quạt hoạt động thì hiển nhiên là quạt két nước hoạt động rồi. Đấy, bởi vì quạt két nước luôn luôn được nối mát. Đấy, tiếp theo cái dây màu đỏ này đi qua cầu chì 10A, và khi đi qua cầu chì 10A thì thành dây đỏ sọc đen và đi về cái tiếp điểm của cái dây le chính nhá. Đấy, nằm chờ đây. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, khi ta bật ổ khóa điện này thì cái điện từ ổ khóa điện này thì nó lấy từ sạc lên. Đấy, anh em nhìn nhé, nó lấy từ sạc lên chứ nó không lấy từ điện dương ắc quy nhé. Có nghĩa là điện dương ắc quy này nó lại phải đi thông qua sạc. Đấy, xong nó lại đi ra bằng cái dây vàng sọc đen này và đưa lên ổ khóa điện. Đấy, khi ta bật ổ khóa điện thì sẽ được nối sang dây cam sọc đen, và lúc này gì, dây le chính hoạt động ngay, đúng không ạ? Hiển nhiên dây le chính sẽ hoạt động ngay, bởi vì gì, dây le chính đã được nối mát bằng dây đen sọc trắng. Đấy, cho nên ta bật ổ khóa điện là dây le chính đóng điện cho cái gì, cho cái mạch phía sau nó đây này, anh em nhìn nhá. Thì điện từ dây đỏ sọc đen sẽ được đi qua tiếp điểm của dây le chính và sang dây màu cam, đúng không? Và lúc này dây màu cam sẽ đi tới tất cả các thiết bị điện phía sau cái tiếp điểm của dây le chính là gì, đưa về công tắc đèn phanh trước, công tắc đèn phanh sau này, đúng không ạ? Đưa về công tắc còi này. Đấy, thì mình nói qua về cái mạch còi của cái xe này cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nó lại, dù là Suzuki nhưng mà nó lại giờ chuyển thành giống của Honda rồi. Đấy, nó không như cái dòng 2T nữa, đúng không ạ? Còi này là còi chờ lửa như dòng Honda anh em nhé. Có nhà điện dương ắc quy này nó sẽ gì, lên công tắc còi
Đấy, và gì? Khi ta bấm công tắc còi thì còi kêu luôn, bởi vì còi được nối mát sẵn rồi. Đấy, chứ nó không như hỏng dòng hay tên là nó lại về cái còi nhé, cái còi chờ chờ mát. Còn coi này là coi chờ lửa nhá, như dòng Honda đấy, nó lại trái ngược lại trở lại đấy, một cùng một hãng xe nhưng mà cái dòng xe này nó lại như thế nhá, để anh em nắm được. Tiếp theo điện dương này, dây màu cam này đi gì về chân của rơ le xi nhan đấy, còn từ rơ le xi nhan thì lên công tắc xi nhan là hiển nhiên rồi đấy, đến đấy thì anh em nắm được rồi. Tiếp theo dây màu cam đưa về công tắc đèn, đúng không ạ? Đấy, rồi đây cũng là một cái nguồn đi thẳng vào cái đèn pha led luôn. Đấy, mình sẽ tìm hiểu cái mạch đèn pha led ở một cái video tiếp theo nhé. Mình sẽ lại vẽ mạch lẻ cho anh em, anh em sẽ nắm được nó dễ hơn nhé. Đấy, đây thì mình chỉ nói đến dây cam đi về các thiết bị điện, đây là đường điện chính nhé, anh em nhớ nhé. Tiếp theo dây cam này đưa về gì, công tắc đè. Đấy, mình sẽ tìm hiểu về cái mạch khởi động riêng, đấy, mạch lẻ riêng thì anh em sẽ rất dễ sửa chữa nhé. Thì đây mình chỉ nói về cái đường mạch chính thôi. Đấy, đây là những cái đường gì từ rơ le chính cấp cho đấy nhá, từ rơ điện từ rơ le chính đi tới các thiết bị này, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo thì anh em nhìn này, dây màu cam sọc đen sẽ rẽ nhánh và gì cũng lại cấp điện cho một loạt các thiết bị điện tiếp theo ở cái mạch này, đúng không ạ? Đấy, thì mạch này anh em nhìn này là gì, điện sẽ gì về mô bin sườn này, rồi về cái cuộn từ nhá, cuộn từ của rơ le đè. Đấy, chứ không về tiếp điểm luôn nhé, cuộn từ của rơ le đè, rồi cấp nguồn gì cho bơm xăng, cho kim phun và gì cho lên đồng hồ. Đấy, đây là nguồn đồng hồ sau khóa đây anh em nhé. Đấy, còn hiển nhiên là gì, mô bin, bơm xăng, kim phun thì được ECM gì điều khiển bằng dây mát rồi. Đấy, tín hiệu mát từ ECM đi ra để điều khiển các thiết bị này, nó vẫn là truyền thống của dòng xe bơm xăng, dòng phun xăng điện tử rồi, thường là ECM điều khiển bằng dây mát nhé. Đấy, là do gì, là mô bin, bơm xăng và kim phun. Đấy, thì như anh em nhìn thấy thì cái dòng xe này đấy, thì cái đường điện của nó cũng cũng có rơ le chính, đúng không ạ? Đấy, nó cũng rích tắc đấy, chứ nó cũng không phải là dễ dàng đâu. Đấy, bởi vì khi ta nhìn trên sơ đồ thì anh em nhìn nó rất dễ, đúng không ạ? Nhưng khi anh em mà không có sơ đồ, anh em thấy là gì, nó cũng chả biết đường đi đức mức thế nào mấy đâu. Bởi vì như mình nói rồi, đấy, khi ta có bản đồ thì ta đi đến một cái điểm nào, đến vị trí nào nó rất dễ. Anh em nhìn bản đồ, anh em biết được ngay cái vị trí của chúng mình cần đi, đúng không ạ? Đấy, cần đến, đấy, đường đi như thế nào là mình nắm được ở trong cái lòng bàn tay rồi. Vậy thì những cái sơ đồ mạch điện thì nó cũng như thế thôi. Đấy, khi xe mà bị hỏng một cái mạch điện nào đó thì anh em sẽ có sơ đồ thì anh em sẽ tìm nó rất là dễ dàng. Đấy, có những anh em đã gọi điện cho mình, đã bảo bây giờ em con xe nó rong đến nhà em rồi, mà em cũng nhìn cái con xe này em cũng ít va chạm, em không biết đường điện của nó như thế nào, em run quá. Thì mình bảo cũng nếu mà mình có thì cứ kết bạn với Zalo và số này cho mình. Đấy, và mình đã chụp cho và anh em đã xử lý rất là ngon lành. Đấy, anh em có sơ đồ anh em rất là tự tin. Đấy, và khi sửa xong rồi anh em cũng lại gọi điện lại cho mình, của anh em mở là sửa rồi. Đấy, rất là nhanh. Đấy, mà khi có sơ đồ thì anh em tự tin lắm. Đấy, anh em không còn run rẩy gì nữa. Đấy, đấy là với những anh em yếu về điện nhá. Đấy, chứ không phải là của những bác thợ già thì thôi, các bác ấy kinh qua nhiều năm rồi thì cái điều này là điều quá đơn giản. Đấy, kể cả không có sơ đồ mạch điện thì các bác ấy lần thì cũng rất là có kinh nghiệm, các bác ấy lần cũng nhanh thôi. Đấy, thế nhưng mà với những anh em thợ ít va chạm thì sao? Đấy, hoặc là những anh em muốn học nghề hoặc đang học nghề thì anh em cần phải có sơ đồ mạch điện để anh em nắm được chứ, đúng không ạ? Đấy, chứ không thể là nói mồm được. Đấy, trên một cái xe nó kín mít như thế anh em biết đường điện nó đi về đâu, đấy, tới đâu. Đấy, cho nên là mình vẫn nói rồi, những cái sơ đồ mạch điện là những cái chủ chốt để anh em khoanh vùng, cũng như là anh em tìm kiếm những cái hư hỏng nó sẽ rất là dễ dàng, đúng không ạ? Ví dụ như mình cứ nói nó mất điện nguồn cấp cho mô bin hoặc là cho bơm xăng chẳng hạn, thì anh em sẽ tìm ở cái mạch này là dây cam sọc đen, thì anh em không đi tìm được ở những cái mạch này được, đúng không ạ? Hoặc là gì, đấy, nó chập mạch, nó đứt những cái cầu chì 10A này chẳng hạn, thì anh em gì phải tìm cái dây đỏ sọc đen này, đấy, đi ngược về đây, chứ anh em không thể tìm cái dây cam sọc đỏ được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì, mình muốn nói là gì, khi anh em tìm, một là gì, đứt dây cho chuột cắn hoặc là do mục đường dây, đấy, hai là chập mạch, đứt cái cầu chì nào thì anh em sẽ tìm mạch ở những cái thiết bị điện ở những cái cầu chì đó, thì anh em làm nó rất là dễ nhá. Đấy, anh em
khi nó chập mạch anh em cứ tìm cái đường điện phía sau nó, đấy là anh em sẽ nắm được nó đi về đâu, thì anh em sẽ tìm được. Đấy. Cho nên là gì, mình có sơ đồ mạch điện là mình làm nó rất là dễ mà nó nhàn lắm nhé, nó không bị đau đầu. Đấy. Cho nên là mình cũng có cái số điện thoại Zalo ở đây. Đấy, trong quá trình mà anh em sửa chữa nhá, gặp xe nào đấy mà nó hỏng cái mạch điện nào, đấy mà anh em cứ alo cho mình. Mình có thì mình sẽ chụp cho nhá. Mình sẽ chụp cho, mình gửi về Zalo cho anh em để anh em xem, anh em phân tích, anh em chữa nhá. Đấy, nếu mình có mình sẽ chụp cho anh em. Đấy. Thì anh em cứ tự tin mà làm. Đấy. Thì cái video này mình cũng xin tạm dừng ở đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Mình sẽ vẽ những cái mạch lẻ, phân tích từng cái mạch lẻ của cái con xe này để cho anh em tiện tra cứu sửa chữa nó dễ hơn nhé. Đấy. Thì mình cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.